cái cục này vẫn là cái cục thật thôi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Ủa, sao gạch mà nó xuống chân được ta? Hiểu kiểu gì? Gạch ông luôn, gạch ở dưới chân ông luôn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với YouTube Nổ Bé Mập. Tuần này thì tuần này mình sẽ múc băng một con cua hoàng đế, còn có nghĩa là cua kinh ráp. Con kinh ráp, con cua này được xuất hiện ở vùng Alaska. Chén nước chấm, tao nói thiệt, cái chén nước chấm này nè, hồi đứa mình làm cái chén nước chấm nó cũng xuất sắc hết trơn. Wow, chắc coi. Và loài cua này á, mọi người có biết sao không? Nó là vua của các loài cua luôn, bởi vì thịt của nó rất là ngọt và thanh. Nhưng mà đặc biệt hơn một cái điều là tại vì có một khoảng thời gian là con cua này bị đánh bắt rất là nhiều luôn, nên đâm ra là cái nhà nước là chính phủ của cái vùng biển Alaska thì người ta mới dựng như là người ta mới cấm tiệt, không có săn bắn gì nữa hết. Thì đó, người ta sẽ cấm tiệt trong vòng mấy năm đó để cho cái giống cua này nó sinh sôi để nảy ra và mới được bắt. Và sau cái lần cấm tiệt đó bắt đầu là nhà nước người ta có một cái gọi là một cái chính sách để mà người ta áp dụng, có nghĩa là những cái con cua này khi mà muốn ăn là phải có cái giấy phép đánh bắt là cái thứ nhất, hoặc là cái thứ hai là mình phải đánh bắt theo cái liều lượng hoặc là số lượng của nó để cho cái giống cua này nó vẫn còn tồn tại đó, nên là ngày hôm nay chúng ta mới có để ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn ba cái đó. Nước đầu tiên đó là nước chấm muối ớt đỏ, cũng hấp dẫn quá, nước chấm là của người ta tặng kèm. Còn chén muối chấm thứ hai đó là muối chấm muối ớt xanh Nha Trang. Và cái cầm nha, mà cái chén đổ lên đầu tao đập vô đầu tao quyên cái đó luôn. Má ơi, thôi mày ngồi mày cầm cái cây nó đi. Trời, thằng này nó làm em sợ quá mọi người ơi. Cái thằng trợ lý nó bị khủng mọi người, nó để nguyên cái đèn mà ngay đây luôn nè. Em tưởng cái đèn nó sắp đập vô bắn mặt em không á. Nhưng em nghĩ là những cái ngày cái tháng mà em á hả với nó gây lộn, nó sẽ trả thù em ngay tại đây luôn á. Đây, em đừng có làm đập vô mặt nha. Rồi tiếp tục thì cái chén muối chấm thứ ba là cái chén muối chấm thần thánh của bé mặt nhà em nó pha. Chén muối chấm này á là mọi người kiểu giống như là nó có bỏ trong nó bỏ có mùi chén ớt, thì mọi người biết cái sự gọi là yêu thương nồng nhiệt của nó đối với em như thế nào, cái gì nó bỏ có mùi chén ớt là không có gì hết trơn. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ múc ban của cua này. Em ăn có tới 3 cái càng là em ứ hự rồi, em nói thì cái càng rất là bự mọi người nè. Mọi người có nè, mình hãy gọi tụi đây mình hãy đặt tên chính là chú cua lực điền. Chú cua lực điền. Bây giờ mình sẽ xé cái càng nó ra. Đó. Wow. Rồi mình sẽ bắt đầu tới cái công đoạn gọi là xẻ nó. Mọi người nghe không? Nhưng mà con này á tùy chỗ nha, tại vì á hôm bữa em có ăn thử một cái chỗ đó là nó bán vậy, như là nó bán càng không thôi, nhưng mà cái càng không á thì nó khò sẵn rồi mọi người, không như là mực bột nắng vậy đó, thì nó khò về mình ăn mà không có còn cái vị ngon, nó còn dở hơn cua Cà Mau nữa, mà một ký nó là 1,4 triệu. Em thấy là mua tươi nó sẽ ngon hơn, mà mua tươi hơn ấy cái hồn tưởng nó đâm vô mặt rồi hơn xưa nó sẽ bị ốp. Bây giờ sẽ cắt ra, sẽ cắt để ráng để mà lấy được nguyên cái thịt cua dài đăng đẳng luôn. Đây cái càng, tính ra con này thì cũng chưa có to lắm, có những con nó to tới khoảng tầm ở 3-4 kg, con này em mua như có 2,2 kg thôi mọi người, tại vì do là hiện tại là hết rồi, chỉ còn có 2,2 kg mà em cũng đang thèm quá nên em múc băng cho mọi người coi thèm chung. Cái gai nó rất là dễ đâm người ta nha. Xong nhớ nha. Yêu của chị. Thịt nè mọi người ơi. Nó không có một miếng xương nha, con cua này nó không có một miếng xương luôn. Bây giờ em chấm cái này với cái muối nha thuộc. Oh my god. Trời ơi. Rụng càng. Làm cái chấm xuất sắc. 10 điểm. 10 điểm.
Yeah, boy. Cua ngon. Làm cái chén muối chấm quá xuất sắc luôn em ơi. 10 điểm. Nhất. Đó, cái nó giật quá em dính ghét. Em chỉ mình dính ghét. Em dính ghét. Em dính ghét. Cái tay chị bị gãy lên em bị cầm đây em ác quá vậy. Trời ơi, cái tay em bị gãy mà người mang 17 mũi mà nó nắm cái một chỏ lên. What the hell? Ngồi em ơi. Chết chị em ơi, cứu chị, cứu chị. Con này á là nó bị hơi ớt rồi. Nên là cái thịt của nó không có được nhiều lắm. Chứ hả? Chứ có nhiều con thịt nó rất là nhiều luôn á. Nè mọi người thấy không? Cục xương nó có nhiêu đây à? Ừ. Làm cái gì vậy? Nút. Nó không có gạch. Không có gạch gì hết đó. Mày về tới đâu? Chết rồi, kiểu này chết rồi. Đi chùa làm chuyện tốt, phóng sinh rồi đó. Giờ cắt con cua cái mày hả? Trời ơi. Đó, trời ơi, cái lớp này nó dày quá vậy. Giống như da cá sấu vậy á. Cắt thử coi. Nó có cái gì ăn không? Ôi, nó có gạch nha. Nó có gạch nha, keo. Cái này phải cái gạch không? Để chị cắt cho thử coi. Nó có gạch thịt ở trong này nữa nè. Ở dưới cái mang của nó mọi người. Cái mang này là thường mấy con cua khác để chứa con của nó đây. Trứng. Trứng hả? Ờ đúng rồi, chứa trứng là chứa con đó, mẹ con không chịu được. Đây, nguyên cục gạch luôn. Cục gạch kèm thịt. Bây giờ em sẽ đổi thử qua cái chén muối ớt đỏ coi như thế nào. Mặn quá. What? Không ngon. What the fuck? Tôi không ngon bằng 20 ký cà. Ủa? Sao gạch mà nó xuống chân được ta? Kiểu kiểu gì? Gạch ông luôn. Gạch ở dưới chân ông luôn. Ồ, không biết luôn. Ngon quá. Cái buổi ăn thì em đã cố ý gỡ cái mai cua ra để mà em khám phá ở bên trong coi nó có cái gì. Thì trời ơi má ơi, coi nè, thịt không có mà gạch một đống luôn. Ôi, có nặng rồi nè mọi người, gạch vàng ở trong rất là nhiều luôn. Và đa số hình như cái màu trắng này á, em không biết là cái gì nữa. Để em ăn thử coi, gạch bên trong cái cua. Béo như gạch cua Cà Mau vậy á. Để em lấy cái muỗng anh chặn nha. Đây. Gạch rất béo và rất thơm luôn nha. Hồi nãy em tưởng con này không có gạch. Hàng gì em thấy dưới cái chân của nó làm sao mà tự nhiên nó có cái vàng vàng chảy xuống. Nè, coi thịt nè. Bây giờ em đẩy thịt lên cho mọi người coi nè. Đó, thịt ở phía trong mình của nó nè.
quệt vô trong miếng muối tiêu coi. Cái thịt mình nó thơm hơn cái thịt càng rất nhiều nha. Nó thơm mà nó dày, mà nó kiểu như là nè. Rồi, và đây là ngày hôm nay mình đã khám phá con cua Alaska xong rồi. Cái phần mình này là em sẽ đem xuống em nấu cháo cho con em nó ăn. Rồi, vậy thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.